Đúng không? Luigi! Cái gì? Đồng lòng thì map này mình bao luôn. Xin lỗi nha, cây đó cũng bình thường thôi mà. Tự nhiên xuất hiện người nắm lồng, rồi nó còn đứng ở đây nói chuyện với tôi. Hân hạnh làm quen, tôi là Thơ. Mario. Vậy đây là đây là không phải là mơ hả? Biết đau không? Có. Vậy không phải mơ rồi. Chỗ này là Dương Quốc nắm. Là đây. Nắm hả? Trời ơi trèo, đúng là ghét cổ nào thì trao cổ đó mà. Xin chào. Tôi đang đi tìm người quen bị thất lạc. Chính xác là em trai của tôi. Nó y chang tôi à, nhưng mà cao nhồng, ốm nhách, xanh giờ. Và hồi nãy tôi mới thấy nó. Nó bị tuột xuống một cái ống, nhiều xương khói lắm. Chứ lại hình như có nham thạch nữa. Vậy không xong rồi. Em của anh bị lạc tới xứ sở bóng tối. Chỗ đó bị bao sơ cai quản. Bao sơ? Hắn là một sinh vật độc ác, tàn nhẫn, vô tâm. Vậy để tôi đưa anh tới gặp công chúa. Để cổ giúp anh, cái gì cổ cũng làm được. Công chúa? Tiến lên Mario, đây là chiến phiêu lưu vĩ đại của chúng ta. Ráng lên Luigi. Mario, anh đâu rồi?